Hôm qua ngày 22 tháng 8, huyện ủy Hoàng hóa phối hợp với trường chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn quy hoạch ban chấp hành đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện Hoàng hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Tham gia lớp bồi dưỡng có 66 học viên là cán bộ tiêu biểu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan địa phương đơn vị trong huyện. Trong thời gian 8 ngày, các học viên được cán bộ giảng viên trường chính trị tỉnh truyền đạt các chuyên đề phát triển tư duy tầm nhìn của người lãnh đạo quản lý cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, đảm bảo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Những yêu cầu đối với cấp ủy cơ sở và cấp ủy cấp huyện hiện nay xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trong chương trình các học viên còn được đi thực tế học tập kinh nghiệm để tìm hiểu nắm sâu về tình hình phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng kết thúc khóa bồi dưỡng các học viên sẽ tham gia viết thu hoạch đánh giá kết quả học tập